Hôm nay đi trải nghiệm xe VF8 anh em ạ. Mà thằng em nó bảo thách anh tìm được cái nút đề nổ ở đâu, nó cho 5 triệu. Bây giờ không thể nào mà tìm được nút đề nổ ở đâu anh em ạ. Sau đó thì nó mới bảo là xe này không nút đề nổ, chỉ cần lên xe, chìa khóa trong xe, đạp phanh này, xe tự đề nổ lên thôi. Anh em ạ, xít thì được 5 triệu của nó đấy.